Ok, chào mọi người nha. Ta đã lên một tựa game mới. Ta đã bật mic nha. Cái game này thì là cũng khó hẳn đọc tên đấy. Thôi, nói chung là chuyện là phiêu lưu. Game offline nha anh em. Và tỏ tiếng là tí nào. Có một cánh cửa. Tiếng gõ cửa. Ai đấy? Tôi được cử đến từ tiệm thuốc. Ồ, để ta mở cửa. Cảm ơn vì đã đến. Hãy nhận tay, đây là kiện hàng vô cùng quan trọng. Ta sẽ viết cho cậu một tấm biên lai. Đợi ở đây. Ta còn một thí nghiệm để hoàn tất. Chương 1. Danh dự hai người đàn ông. Mà tôi chỉ được phép quay đến chương 2 đi nhé. Quay đến hết chương 2 bởi vì game bắt vậy. Không thì nó sẽ kiện tôi đấy. Bởi vì là người ta thế để giữ tính hay cho game. Không biết bọn mình đã tranh cãi bao lần về vấn đề này. Mình đã bảo ông ấy điều khoản trong di chúc nào không thể thi hành nếu như danh tính của người thừa hưởng. Bọn mình đã bạn đã nhiều năm nhưng đôi khi mình không thể hiểu được ông ấy. Càng nghĩ càng thấy rối rắm, mình sẽ ngồi trên bên lò sưởi nhìn qua xem qua các vụ án bằng cái kính nút đây. Cuộc dạo chơi cuối tuần mình thấy khá hơn sau khi ngồi nghỉ ngơi bên lò sưởi. Mỗi khi có vấn đề xảy đến với mình, ngồi suy nghĩ trước mọi người là cái hiệu quả nhất. Ôm một cơm nước thư giãn, mình có cần phải buộc ông ấy đặt tên lên kinh thánh và thề rằng không thể đổi di chúc. Không, chưa được, mình sẽ cố thuyết phục. Chuyện này sẽ mất nhiều năm đây. Tình trạng là đọc hơi sai sai do mình đã phải bấm nhanh quá nhanh nhau. Còn đã, bây giờ là mấy giờ rồi? Muộn thế này rồi sao mình sẽ trễ hẹn với ngài Enfield mất. Cũng do mình mà suy tư, chuyện này vốn chưa bao giờ xảy ra cả. Con phố nào ấy nhỉ? À, có kẻ ấn hoặc ghi dấu chấm than này. Khu vực mới được mở khóa qua hẻm cụt. Đây ngày ăn phiêu rồi à? Ồ, ngày Anderson. Ông đi rồi, một tuần qua của ông thế nào? Tốt chứ, thời gian này đúng là rất đẹp. Vâng, tự đồng tình với ông, vừa trong lành vừa thoáng mát. Đúng vậy, hôm nay là ngày chủ nhật, đường không đông đúc như mọi ngày. Chắc hẳn rồi, và những ngày trong tuần thì nơi đây rất tấp nập. Hay là chúng ta vào đường lớn nhé, ngài Anderson. Được chứ. Ta phải dùng cái trà để nhận gợi ý anh em. À, có mấy cái em nhìn thấy bên trái không? Đấy, tập tài liệu. Cuộc dạo chơi cuối tuần. Tin nổi bật. Ồ, tôi có tin hấp dẫn đây. Tin hấp dẫn sao? Là về một thám tử lừng danh ở London. Ý ông là một thám tử tư? À thì sợ mặt vụ giờ đây không ra gì cả. Ngoài ra chuyển sang thời gian thứ tư. Phải báo được tin về một vụ rất khủng khiếp. Chúng ta nên mua một tờ báo này thì hơn. Hãy mua một tờ đi. Được thôi. Cậu bé bán báo. What the fuck? Có lẽ tôi nên để cái mic to hơn nhỉ? Hoan nghênh thưa ngài. Ngài có muốn mua vài hảo hạng của chúng tôi không? Không, cảm ơn, tôi chỉ ngoác qua thôi. Vải của chúng tôi không những đẹp mà còn bền nữa. Đến đây nào thưa ngài, sao không? À, chúng tôi có vẻ ngoài cảm giác như chất liệu đắt tiền, nhưng thực chất không phải thế. Bền lâu sao? Nhà có ích đấy. Nhưng mà ông biết mà, chúng ta cũng cần phải giữ vẻ ngoài. Các cửa hàng anh. Em tải về tự đọc nhé, mình chỉ hơi nửa. Sau cuộc đi dạo, mình sẽ nghỉ ngơi ở nhà với một tách trà. Mình nên quý trọng một chút rồi. À, nhờ hạnh phúc của những ngày, mình nhờ hạnh phúc này kéo dài mãi mãi.
Oh, what the fuck? Ông có nhìn thấy chị không? Hay nhìn riêng Anderson ở kia? Ôi, đổ nát hết rồi anh em ạ. Chỗ này đổ nát rồi. Cuộc dạo chơi cuối tuần đi tiếp thôi, anh đi ra chỗ này mới xem được rồi. Câu chuyện về cánh cửa, tất cả những thứ này là sao? Những sạp hàng đều bị phá vỡ hết ngay giữa ban ngày, không phải rất kỳ lạ sao? Này Atterson, sạp hàng này vốn đã vỡ từ tối qua, tôi đã chứng kiến. Ông có nhìn thấy sao? Có chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Vâng, mẹ Atherson, một chuyện rất khủng khiếp. Ôi chúa ơi, thứ này vẫn còn ở đây cơ à? Cái gì đây? Giày à? Giá miễn phí dùng thử. Tại sao mà bộ chiếc giày của đứa trẻ ở nơi này? Chẳng lẽ tốt nhất là tôi không được kể ra, nhưng tôi sẽ nói cho ông. Atherson là một gã đáng khiếp sợ, đã dẫm lên một đứa trẻ ngay tại nơi này. Đến tận bây giờ tôi vẫn thường nghe thấy tiếng xương gãy nát và tiếng thét của đứa trẻ. Gã làm vậy chỉ vì họ vô tình va vào nhau. Eo ơi, kinh vậy. Bình tĩnh nào, ngài Enfield. Tôi cũng cho là vậy. Chúng tôi chỉ nói hết, mọi người đều ùa ra. Ông đã giao hắn cho cảnh sát chưa? Không cần thiết, họ đã sống với nhau. Tôi yêu cầu gã bồi thường cho cha đứa bé đó 100 bảng. Tôi còn nhớ người dân tôi đã chửi chửi rủa gã. Mớ hỗn độn này. Ông có nghĩ là hắn gây ra không? Ồ, tất nhiên rồi, thưa ngài Atherson. Vậy ông cũng trả lời cho gã. Phải rồi, tôi đoán chắc là gã đập khu này. Nhà gã ở cuối ngõ cụt kia. Ra là vậy, chúng ta cùng đến đó xem sao. Đi đây. Gã đàn ông dẫm lên đứa trẻ như thế chẳng có gì to tát. À, nhà nó đây rồi. Đây thưa ngài Atherson, gã ta đã bước ra từ chính cánh cửa này. Đây là ông biết ngôi nhà này sao? Hay nó có hay ông có quen biết với chủ của nhà không? Hắn ta đã trốn khỏi nhà, không phải là gã trốn đi. Cha đứa trẻ, bác sĩ và cả tôi sẽ theo gã đến nơi. Rồi gã chui vào cửa và quay lại với một ít tiền. Nhưng thực ra không, vấn đề không phải ở số tiền đó. Ý ông muốn nói gì? Gã đang làm gì? Gã muốn trả phần còn lại bằng một tấm ngân phiếu. Tôi đã ngó qua tấm ngân phiếu đó, và tên trên đó không phải tên gã. Nào cách nào ông biết điều đó? Gã nói tên nhượng nhượng ông sao? Không cần gã phải nói tên, tôi cũng biết không phải là gã. Khi gã có khi đã gã đe dọa chủ ngân phiếu hoặc đã cướp nó bằng vũ lực. Người chủ đó là ai? À, thì vị ấy là một trong những tấm trong những người bạn của ông. Tôi cho rằng mình nên giữ miệng để bảo vệ danh tính vì ấy. Ông có hỏi những người xung quanh về cánh cửa đó chưa? Không, tôi tin chuyện này càng phức tạp thì mình càng không nên tay máy. Bởi vậy tôi cũng không tìm hiểu thêm. Ừ, rất tốt, ông làm tốt lắm. Tấm ngân phiếu đó là giả chăng? Tôi đã đến ngân hàng và kiểm chứng tấm ngân phiếu đó là thật. Thật vậy sao? Em có nhớ gương mặt của gã ta không? Tôi thì không nhớ rõ, nhưng bây giờ chắc chắn rằng gã ăn mặc rất lịch thiệp, nhưng gã trông rất khó ưa và kinh tởm. Tôi hiểu rồi, tôi có thể đề cập việc tên gã là gì. Yêu của hai được hai ông hai hầm ngài Enfield.
Xin hãy trả lời tôi thật lòng. Lý do tôi không ở nhiều nơi cho đến bây giờ vì bởi vì tôi không biết chủ tấm ngân phiếu đó và ngôi nhà là ai. Tôi đã nghe được một việc vô cùng nghiêm trọng từ ông, nhà Thư Sơn. Việc này có thể làm tổn thất đến danh dự người bạn tôi, hoặc có thể là tồi tệ hơn. Nghĩa ra ông nên nói cho tôi biết sớm hơn. Nhưng tôi bảo đảm gã bước qua cánh cửa này bằng chính chìa khóa của gã tôi tận mắt nhìn thấy. Vậy ra ông đã nhận ra từ lúc tôi kể cho ông. Xin đừng bao giờ nhắc lại câu chuyện này nữa. Xin thứ lỗi, tôi đã bếp xếp rồi. Vậy tôi lên đường đây, chào ông. Gã gớm ghiếc đó muốn liên hệ với bạn mình. À, tên đó, hai, mình đã thấy qua ở đâu rồi. Mình sẽ tìm hiểu về nó ở nhà. Ông có ông già gì cơ? Hai, hai. Rõ ràng mình đã từng thấy cái tên đó ở đâu, chỉ vừa gần đây thôi. Mình phải xem qua tập tài liệu trong tủ két mới được. Mình mà làm ly trà phát nhỉ. Có khi mình sẽ khá hơn một tách trà. Mình không muốn uống lắm. Rồi, đây là mấy cái tài liệu của mình thôi. Tôi thì tôi nghĩ cũng đủ rồi đấy. Thì nói luôn là tôi cũng chịu. Nếu mà tôi tiếp tục ấy thì tôi cũng chỉ có quay đến chương 2 thôi. Vì khi vào game thì game đã bắt thế rồi. Để đảm bảo tính cốt truyện nó không bị spoil mà. Thì tôi cũng làm theo thôi. Vậy xin bye bye anh em nhé. Tôi quay lại tí trời. Bye bye anh em.